Thủ tục sang nhượng căn 2 tỷ. Bước 1, cọc công chứng 1 tỷ để bên bán rút hợp đồng gốc vì căn đang vay. Căn S4 cần giấy bàn giao xác nhận chuyển tiền chủ đầu tư. Giấy chưa sổ hồng. Chứng minh thư, sổ khẩu, giấy hôn nhân. Giấy chủ đầu tư xin trước 7 đến 14 ngày mới có. Bên bán cần hai vợ chồng ký lập vi bằng chuyển tiền 1 tỷ. Tiền phí trả sớm banh 1,5% nhân tiền vay 1 tỷ là 15 triệu. Cọc công chứng xấp xỉ 2 triệu. Vi bằng xấp xỉ 2 triệu. Thời gian công chứng thường 2 tiếng. Check hệ thống công chứng căn giấy tờ chính chủ gốc. Ghi rõ bên bán chịu các tiền phí sang tên. Bên mua có thể một người vợ hoặc chồng ký mua hoặc cả hai ký. Bên mua cần giấy chứng minh thư, sổ hộ khẩu bản gốc. Bước 2, hẹn trước banh 3 ngày để trả hợp đồng gốc. Bên mua có thể cầm luôn hợp đồng gốc tránh trường hợp bên bán khó liên lạc. Công chứng chuyển nhượng. Thanh toán 100% giá căn. Tiền công chứng chuyển nhượng xấp xỉ 2 triệu 7 bộ hồ sơ. Bước 4, nộp thuế. Ghi rõ bên bán hay mua nộp thuế. Đi xin giấy thông báo thuế vào 1 ngày. Thì thuế thường 7 ngày sau trả giấy. Nộp thuế tiền mặt để có ngay giấy xác nhận nộp thuế. Thuế 2% giá căn tính 40 triệu. Ký thủ tục chủ đầu tư đặt lịch trước ít nhất 2 tuần. Bên bán cần một người đứng tên ký. Bên mua cần một người ký. Việc quan trọng là công chứng. Các việc khác đơn giản hơn. Giấy thông báo thuế, photo thêm 4 bản và công chứng 4 bản này. Giấy xác nhận nộp thuế, photo thêm 4 bản. Đăng ký hỏi đáp bất động sản. Quang Đạo.